Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các em đến với sách toán lớp 10, bộ sách Cánh Diều, chương 6, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bài 1, tọa độ của vector. Ở trên hình 1, minh họa hoạt động của một màn hình radar ở trạm kiểm soát không lưu của sân bay đang theo dõi một máy bay hạ cánh. Máy bay xuất hiện trên màn hình radar bởi một đốm sáng ký hiệu là M. Dựa trên sự thay đổi của tọa độ vector OM, trạm kiểm soát có thể xác định được đường bay của máy bay. Vậy tọa độ của vector OM là gì? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là khái niệm tọa độ của một điểm. Để xác định tọa độ của một điểm M tùy ý trong mặt phẳng tọa độ OXY, ta làm như sau. Thứ nhất, từ M ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm H ứng với số A. Số A là tọa độ của điểm M. Tiếp theo, từ điểm M ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm K ứng với số B. Số B là tung độ của điểm M. Chúng ta cùng nhìn vào hình số 3. Để xác định tọa độ của điểm M này, đầu tiên thì chúng ta dựng đường vuông góc xuống trục OX và cắt trục OX tại điểm H. Tại điểm vị trí của điểm H thì ứng với số A chính là khoảng cách từ góc tọa độ O đến H. A được gọi là hoành độ của điểm M. Tiếp theo, từ điểm M ta lại kẻ vuông góc xuống trục OY và cắt trục OY tại điểm K. Điểm K ứng với số B. Số B chính là khoảng cách từ góc tọa độ O tới điểm K. Khi đó, B được gọi là tung độ của điểm M. Và cặp số AB là tọa độ của điểm M trong mặt phẳng tọa độ OXY. Ta ký hiệu là M, mở ngoặc, AB. Tiếp theo là khái niệm tọa độ của một vector. Chúng ta cùng nhìn vào hình số 4. Ta có định nghĩa như sau. Tọa độ của điểm M được gọi là tọa độ của vector OM. À, như vậy qua định nghĩa này, thì để xác định tọa độ của vector OM, chúng ta chỉ cần tìm tọa độ của điểm M. Mà cách tìm tọa độ của điểm M thì chúng ta vừa học ở mục 1. Nếu như vector OM có tọa độ là AB, thì ta viết vector OM bằng mở ngoặc AB hay vector OM mở ngoặc AB. Trong đó A được gọi là hoành độ của vector OM và B được gọi là tung độ của vector OM. Chú ý, trong mặt phẳng tọa độ OXY ta có vector OM bằng AB, nghĩa là vector AM, OM có tọa độ là AB khi và chỉ khi M có tọa độ AB. Thứ hai, vector Y có điểm gốc là O và có tọa độ 1, 0, được gọi là vector đơn vị trên trục OX. Vector Z có điểm gốc là O và có tọa độ 0, 1, được gọi là vector đơn vị trên trục OY. Chúng ta cùng nhìn vào hình 5 là hình biểu diễn hai vector đơn vị, vector Y và vector Z trên mặt phẳng OXY. Hai vector này gọi là hai vector đơn vị của mặt phẳng OXY. Cô có ví dụ 1 như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho các điểm M, N, P, Q như ở hình số 6. Hãy tìm tọa độ của vector OM, vector ON, vector OB và vector OQ. Chúng ta biết rằng vector OM, tọa độ của vector OM chính là tọa độ của điểm M. Tọa độ của vector ON chính là tọa độ của điểm N. Tọa độ của vector OP chính là tọa độ của điểm P. Và tọa độ của vector OQ chính là tọa độ của điểm Q. Như vậy, để xác định tọa độ của các vector này, thì chúng ta chỉ cần xác định tọa độ của các điểm M, N, P, Q. Cùng theo dõi vào hình số 6. Để xác định được tọa độ của điểm M, chúng ta kẻ các đường thẳng vuông góc xuống trục OX và trục OY. Các đường thẳng này vuông góc với trục OX và OY cắt các trục OX và OY tương ứng tại điểm mà cách gốc tọa độ. Ví dụ, từ điểm M chúng ta kẻ đường vuông góc xuống trục OY cắt tại một điểm và điểm đó cách gốc tọa độ là 3 ô vuông, thì khi đó M sẽ có tung độ bằng 3.
bởi vì M này nằm ở phía bên trên của trục hoành, nên tung độ của nó là số dương. Tiếp theo, từ điểm M chúng ta hạ vuông góc xuống trục OX và cắt trục OX tại điểm mà cách góc tọa độ O ta thấy là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Ngoài ra, vì vị trí này nằm ở phía bên trái của trục OI nên hoành độ của nó mang dấu âm là trừ 4. Tiếp theo, chúng ta xác định tọa độ của điểm N. Để xác định hoành độ của điểm N thì ta thấy điểm N nằm ngay trên trục OX nên chúng ta không cần phải dựng đường thẳng vuông góc nữa. Và hoành độ của điểm N chính là khoảng cách tính từ gốc tọa độ O đến N bằng 3 ô vuông, cho nên hoành độ của N bằng 3. Và khi kẻ đường thẳng vuông góc từ N xuống trục OI thì chúng gặp OI tại ngay gốc tọa độ O, cho nên tung độ của điểm N bằng 0. Đối với điểm P chúng ta làm hoàn toàn tương tự, tôi kẻ đường thẳng vuông góc xuống trục tự hoành và cắt OX tại điểm điểm đó cách gốc tọa độ O là 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông, cho nên hoành độ của điểm P bằng 5. Tiếp theo, tôi kẻ đường thẳng vuông góc xuống trục OI và cắt trục OI tại điểm cách với gốc tọa độ O là 2 ô vuông, cho nên điểm P sẽ có tung độ bằng trừ 2, âm bởi vì cái điểm P này nằm ở phía dưới trục hoành các em nhé. Tiếp theo, để xác định tọa độ của điểm Q, chúng ta thấy Q nằm ngay trên trục tung. Khi chúng ta kẻ đường vuông góc xuống trục OX thì nó gặp ngay trục OX tại gốc tọa độ O nên hoành độ của Q bằng 0. Và vì Q nằm ở trên trục OI nên khoảng cách từ O đến Q là 3 ô vuông và Q nằm phía dưới trục hoành nên tung độ của Q bằng trừ 3. Từ đó thì chúng ta có thể xác định được tọa độ của các vectơ tương ứng. Sau đây cô hướng dẫn các em trình bày cụ thể như sau. Ta thấy từ hình số 6 thì ta xác định được điểm M có tọa độ là trừ 4, 3. Điểm N có tọa độ là 3, 0. Điểm P có tọa độ là 5, trừ 2. Và điểm Q có tọa độ là 0, trừ 3. Từ đó, ta thấy vectơ OM có tọa độ là trừ 4, 3. Vectơ ON có tọa độ là 3, 0. Vectơ OP có tọa độ là 5, trừ 2. Và vectơ OQ có tọa độ là 0, trừ 3. Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi vào hình số 7 trong mặt phẳng tọa độ OXY cho trước vectơ U như hình số 7 để xác định được điểm A. Sao cho vectơ OA bằng vectơ U, ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, qua ô ta kẻ đường thẳng D song song với giá của vectơ U. Đấy, chúng ta sẽ kẻ đường thẳng D song song với giá của vectơ U. Tiếp theo, lấy điểm A trên đường thẳng D để sao cho hai vectơ OA và vectơ U cùng hướng, như vậy là điểm A sẽ nằm ở phía bên này, đúng không ạ? Và độ dài của đoạn thẳng OA bằng độ dài của vectơ U. Chúng ta thấy là độ dài của vectơ U này là bằng 3 cái ô vuông. Đấy, 1, 2, 3, như vậy điểm A nó sẽ nằm ở đây. Và đây chính là vectơ OA. Sau đây thì cô sẽ có hình vẽ biểu diễn rõ ràng hơn. Chúng ta cùng nhìn vào hình số 8. Vectơ OA được xác định bằng vectơ U như thế này, với hai bước vẽ như trên. Và từ đó ta có nhận xét là với mỗi vectơ U thì ta sẽ xác định được duy nhất một điểm A để sao cho vectơ OA bằng với vectơ U. Từ đó ta có định nghĩa như sau. Với mỗi vectơ U trong mặt phẳng tọa độ OXY, tọa độ của vectơ U là tọa độ của điểm A. Trong đó, A là điểm để sao cho vectơ OA bằng vectơ U. Nếu như vectơ U có tọa độ là AB, thì ta viết vectơ U bằng mở ngoặc AB hay vectơ U mở ngoặc AB. Trong đó, A được gọi là hoành độ của vectơ U và B được gọi là tung độ của vectơ U. Để minh họa cho những khái niệm ở trên, chúng ta cùng tìm hiểu vào ví dụ số 2 như sau. Hãy tìm tọa độ của các vectơ A, B trong hình dưới đây. Ở trong hình này có biểu diễn vectơ A, B trên mặt phẳng tọa độ. Để tìm tọa độ của vectơ A thì chúng ta sẽ xác định điểm A sao cho vectơ OA bằng với vectơ A và xác định điểm B sao cho vectơ OB
bằng với vector B, đúng không ạ? Khi đó thì từ tọa độ của điểm A chính là tọa độ của vector OA. Và khi xác định được tọa độ của vector OA, ta sẽ suy ra tọa độ của vector A. Tương tự như thế, từ tọa độ của điểm B thì chính là tọa độ của vector OB. Và tọa độ của vector OB cũng chính là tọa độ của vector B. Bây giờ chúng ta xác định được vector OA bằng vector A như hướng dẫn lúc nãy của cô, đúng không ạ? Đầu tiên là trên cái đường thẳng mà song song với giá của vector A thì chúng ta sẽ tìm một điểm A để sao cho vector OA là cùng hướng. Vector A có hướng như thế này thì vector OA cũng sẽ có cùng hướng. Và độ dài của vector OA độ dài của vector OA sẽ bằng độ dài của vector A. Đấy. Thì từ đây chúng ta có thể xác định được tọa độ của điểm A đây, đúng không ạ? Cô không có thước cho nên cô biết nó không được thẳng lắm thì các em thông cảm nhé. Tiếp theo là với vector B này, chúng ta lại dựng một cái đường thẳng B' song song với giá của vector B. Và trên cái đường thẳng B' đó thì tôi sẽ tìm cái vector OB để sao cho cái vector OB nó sẽ bằng với vector A, à bằng với vector B. Đây, đây là điểm B. Dựng lại cái điểm A như này. Đấy, đấy là vector OA, còn đây là vector OB. Thế từ vị trí của điểm B thì chúng ta có thể xác định được tọa độ của điểm B. Đấy. Và tọa độ của điểm B thì cũng chính là tọa độ của vector OB. Cô xin lỗi là vì cô không có thước cho nên là cô viết, cô vẽ nó không được thẳng lắm. Các em nhìn như thế này. Được. Đây là cô hướng dẫn qua để chúng ta xác định được và để tìm được tọa độ của vector A và vector B thì chúng ta làm như thế nào. Và sau đây thì cô sẽ có hướng dẫn cụ thể như sau. Đây ạ. Đấy, khi mà có kẻ bằng thước thì nó đẹp như thế này. Ta thấy là vector A thì chính là bằng vector OA, đúng không ạ? Và từ cái hình vẽ này thì chúng ta thấy là ta xác định được tọa độ của điểm A bằng cách là gióng xuống trục OX và OY. Thì ta thấy điểm A này cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 đây, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Vậy thì suy ra A sẽ có tọa độ là 22, đúng không ạ? Khi tọa độ A là 22 thì vector OA cũng sẽ có tọa độ là 22. Và vector OA có tọa độ là 22 thì vector A cũng sẽ có tọa độ là 22. Tương tự như thế, để xác định nhà tọa độ của vector B này, tôi lại kẻ cái đường thẳng D' song song với giá của vector B. Trên đường thẳng D' thì tôi xác định cái điểm B để sao cho vector OB, thứ nhất là cùng hướng vector B, thứ hai là có độ dài bằng với độ dài của vector B. Đấy. Thì khi đó chúng ta dựa vào tọa độ của điểm B bằng cách là tôi hạ vuông góc xuống hai trục OX và OY thì tôi thấy B có tọa độ là 1-3. Vậy thì vector OB cũng sẽ có tọa độ là 1-3 và vector B có tọa độ là 1-3. Tiếp theo tôi có định lý như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, nếu như vector U có tọa độ AB thì vector U được viết bằng A lần vector Y cộng B lần vector Z. Ngược lại, nếu như vector U bằng A lần vector Y cộng B lần vector Z thì vector U có tọa độ là AB. Trong đó Y và Z lần lượt là hai vector đơn vị trục OX và OY như ở hình vẽ đây. Từ đó thì ta có chú ý như sau. Với vector A có tọa độ x1, y1 và vector B có tọa độ x2, y2 thì ta có vector A bằng với vector B khi và chỉ khi các tọa độ tương ứng của chúng bằng nhau, tức là hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau. x1 bằng x2 và y1 bằng y2. Như vậy là với mỗi vector thì hoàn toàn xác định khi biết tọa độ của nó. Mỗi một vector hoàn toàn xác định khi biết tọa độ của nó. Sau đây cô có ví dụ minh họa như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho điểm A có tọa độ 1, 2 và vector U có tọa độ 3-4. Hãy biểu diễn vector U qua hai vector Y và G. Biểu diễn vector OA qua hai vector Y và G. Thế chúng ta vừa mới được học cái định lý là nếu như vector U có tọa độ là AB, đúng không ạ? Thì khi đó vector U sẽ được biểu diễn thông qua hai vector đơn vị, đó là A vector Y cộng với B vector Z, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ áp dụng công thức này. Thì đầu tiên này, ta thấy là vector U có tọa độ là 3-4, nên vector U sẽ được viết bằng 3 lần vector Y cộng với -4 lần vector Z.
hãy chính là bằng 3 vector y trừ 4 vector gì. Còn tọa độ của điểm A là 1, 2 thì cũng chính là tọa độ của vector OA, đúng không ạ? Vậy thì vector OA cũng sẽ có tọa độ là 1, 2 và vector OA được biểu thị thông qua hai vector đơn vị y, đó là bằng 1 vector y cộng 2 vector gì, hay chính là bằng vector y cộng 2 lần vector gì. Đây chính là hai biểu diễn của vector U và vector OA thông qua hai vector đơn vị y và gì. Chúng ta sang phần thứ 3, liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vector. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho hai điểm A có tọa độ XA IA và B có tọa độ XB IB. Khi đó thì vector AB sẽ có tọa độ là XB trừ XA, IB trừ IA. Tức là chúng ta sẽ lấy hoành độ của điểm sau trừ đi hoành độ của điểm trước, tung độ của điểm sau trừ đi tung độ của điểm trước. Chúng ta nhớ cái công thức này nhé. Công thức này thực sự vô cùng quan trọng để chúng ta học tiếp tục ở các bài phía sau nữa. Để minh họa cho định lý này thì chúng ta cùng theo dõi vào ví dụ số 4. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho 3 điểm không thẳng hàng, A có tọa độ 1,1, B có tọa độ 4, 3, C có tọa độ trừ 1, trừ 2. Hãy tìm tọa độ của vector AB. B nhỏ, hãy tìm tọa độ của điểm D để sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Thế thì ở đây chúng ta có ý A là tìm tọa độ của vector AB thì chúng ta vừa được học là tọa độ của vector AB thì chính là bằng XB trừ đi XA, đúng không? IB trừ đi IA. Mà theo đầu bài thì chúng ta đã có tọa độ của A và tọa độ của B rồi. Thì ở ý A thì chúng ta rất là dễ dàng để tìm được tọa độ của vector AB, đúng không? Với ABCD là 3 điểm không thẳng hàng thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm tọa độ của điểm D để sao cho A, B, C, D là hình bình hành. Đây, cô vẽ nôm na như thế này. A, B, C, D là hình bình hành. Đấy, thì chúng ta có được tọa độ của điểm A, điểm B, điểm C, điểm D rồi, đúng không? Thế thì khi mà A, B, D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ấy, thì chúng ta có là vector AB này sẽ phải bằng với vector DC, bởi vì trong hình bình hành thì cạnh AB song song và bằng với cạnh DC, đúng không? Thế từ ở ý A, chúng ta đã có tọa độ của vector AB rồi, đúng không? Chúng ta có tọa độ của vector AB rồi thì chúng ta sẽ có là vector AB sẽ bằng với vector DC khi và chỉ khi là hoành độ của vector AB bằng với hoành độ của vector DC, tung độ của vector AB bằng với tung độ của vector DC, và dựa vào đó thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ của điểm D. Đó là một số gợi ý trước khi chúng ta làm vào ví dụ số 4. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trình bày cụ thể các bước của ví dụ số 4 như sau. Đầu tiên ở ý A thì ta có vector AB sẽ bằng hoành độ của B trừ đi hoành độ của A, tung độ của B trừ đi tung độ của A, và chính là bằng 4 trừ 1, 3 trừ 1. Từ đó vector AB sẽ có tọa độ là 3, 2. Còn đối với ý B, tôi gọi tọa độ của điểm D là XD, ID. Chúng ta biết là tọa độ C, C thì có tọa độ là trừ 1, trừ 2, đúng không ạ? Vậy thì suy ra vector DC sẽ bằng hoành độ của C trừ đi hoành độ của D, tức là bằng trừ 1, trừ đi XD. Tung độ của C trừ đi tung độ của D, tức là trừ 2, trừ đi ID. Như cô phân tích lúc nãy thì vì D là đỉnh thứ tư của hình bình hành, cho nên vector DC sẽ bằng với vector AB do hai cái cạnh này song song và bằng nhau. Đấy. Thế thì chúng ta biết là hai vector mà bằng nhau thì nếu như tọa độ tương ứng của chúng bằng nhau, tức là hoành độ bằng hoành độ và tung độ bằng tung độ. Như vậy là vector DC sẽ có tọa độ là 3, 2 và tương đương với là hoành độ của vector DC thì bằng trừ 1 trừ XD. Vậy thì trừ 1 trừ XD phải bằng 3. Và tung độ của vector DC là trừ 2 trừ ID. Vậy thì trừ 2 trừ ID phải bằng 2. Và ta giải cái hệ phương trình này ra thì ta tính được là XD bằng trừ 4 và ID bằng trừ 4. Như vậy điểm D cần tìm sẽ có tọa độ là trừ 4 trừ 4. Đến đây thì chúng ta đã kết thúc kiến thức trọng tâm của bài số 1. Ở trong bài này thì chúng ta cần phải nhớ một số cái điểm lưu ý như sau. Đầu tiên là tọa độ của điểm M, tọa độ của một điểm. Chúng ta cần phải nhớ cách xác định tọa độ của một điểm. Cô nhắc lại là để xác định tọa độ của điểm M thì chúng ta
các cái đường vuông góc xuống trục OX và OY. Đó, để từ đó chúng ta sẽ xác định được hoành độ và tung độ của điểm M. Thứ hai là chúng ta hiểu được thế nào là tọa độ của một vector. Đấy, chúng ta biết là tọa độ của điểm M thì chính là tọa độ của vector OM. Và để xác định được một cái tọa độ của một cái vector U bất kỳ nào đó ở trong mặt phẳng tọa độ OY thì chúng ta sẽ vẽ cái vector OM bằng với vector U, và từ cái tọa độ của vector OM đấy thì chúng ta sẽ xác định tọa độ của vector U. Và thứ ba là công thức liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vector. Thì cô nhắc lại là tọa độ của điểm, tọa độ của vector, thì tọa độ của vector AB thì chính là bằng hoành độ B trừ hoành độ A, tung độ B trừ tung độ A. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ cho cô những cái kiến thức trọng tâm của cái bài này như vậy thôi. Nó rất là ngắn gọn và cô hy vọng là chúng ta có thể nhớ được các kiến thức này ngay trong bài học ngày hôm nay. Đến đây thì cô đã kết thúc bài số 1. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.